mọi người đã đến với kênh mỹ phẩm trên hãng Sao Tóc Cứng nha. Thì hôm nay cái dòng sản phẩm kem Đông Anh đã cập bến rồi mọi người. Đây đây là cái dòng sản phẩm kem body nè. Bên em là chuyên phân phối dòng sản phẩm Đông Anh chính hãng nha, có cái tem mã đầy đủ nè. Ở phía bên này nó sẽ có tem của bộ công an của công ty nè, mã vạch chết, và đây là cái tem chống hàng giả của công ty. Và bên em cam kết với tất cả khách hàng, tất cả những dòng sản phẩm của Đông Anh bên em đều là dòng sản phẩm chính hãng chuẩn 100% luôn. Thứ nhất là kem body trắng da Luxury nè. Cái này là tắm trắng X3 nè, đang rất là hot. Và dòng sản phẩm này tắm bọc tông và trắng thật, không căng ảo nha mọi người. Thứ ba là dòng sản phẩm là tẩy tế bào chết chanh mặt hà collagen X3. Đây là dòng sản phẩm có thể là sử dụng cho mặt và kể cả là da mặt và da body đều được hết nha mọi người. Nó sẽ làm cho da của bạn lấy đi những tế bào chết và giúp da của mình ấy trắng rất là nhanh. Cũng như là cái da của bạn khi mà tẩy tế bào chết xong, sử dụng những dòng sản phẩm kem dưỡng của collagen X3 thì da của mình nó sẽ sáng hơn và đẹp hơn rất là nhiều luôn nha mọi người. Thứ tư là dòng sản phẩm kem mặt collagen X3. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà giúp cho da của mấy chị đẹp hơn rất là nhiều. Đây là dòng sản phẩm dành cho da mặt. Tiếp theo nữa đó là dòng sản phẩm là serum của hãng collagen X3 nha mọi người. Một cái em bé tí tị như thế này thôi, nhưng mà cái dòng sản phẩm này được rất là nhiều chị em điều trị nám đó, mấy chị hay sử dụng về điều trị nám hoặc là trắng da hoặc là thâm da cũng rất là tuyệt vời luôn. Và sau cùng đó là cái dòng sản phẩm là kích trắng của collagen X3. Cái dòng sản phẩm này là siêu kích trắng và sẽ kích trắng gấp 5, gấp 6 lần so với những dòng sản phẩm kích trắng thông thường. Và dòng sản phẩm kích trắng này nó dạng nước nha mọi người. Nó mọi người pha vào á, nó dạng lọn lọn lọn, mình rất là dễ đánh khi mà mình trộn chung với kem body đó. Cái dòng sản phẩm tiếp theo của nhà Đông Anh về cái dòng da mặt nữa, đó là dòng sản phẩm là mặt nạ nè. Cái này là mặt nạ collagen sinh học. Và dòng sản phẩm này á, nó sẽ giúp cho da của mấy chị sản sinh ra những cái collagen và giúp mờ thâm, mờ nám và giúp cho da của mình si khích lỗ chân lông một cách rất là hiệu quả luôn. Cái cuối cùng của bên em giới thiệu cho mọi người và cái dòng sản phẩm của Đông Anh tiếp theo đó là cái dòng sản phẩm là sữa rửa mặt collagen X3 nghệ và mật ong. Thì đây là cái dòng sản phẩm được rất là nhiều chị em ưa chuộng bởi vì cái dòng giá của nó rất là rẻ cũng như là nó rất là phù hợp cho mọi loại da đó. Chị nào mà đang xem video bên em muốn xem thêm rất là nhiều sản phẩm hot tại shop bên em cũng như là kho sữa bên em thì mọi người hãy nhanh tay inbox cho em sớm nhất nha. Bye bye mọi người.